tin bão gần Biển Đông, bão Noru. Hồi 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc, 127,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 660 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ chiều mai, 25 tháng 9, Vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 121,8 độ Kinh Đông trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 km và đi vào biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần Tam Bảo, mạnh cấp 11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.